anh ơi, dông tố gần kề, ăn kem cũng vậy hay là ăn em? Đây là người đàn mày không biết luôn hả? Nhưng mà nó có mà. Ừ, đội mình đang trả lời chính xác nên thôi ngồi xuống. Aquaceline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Châu, bữa nay em tới đây với một cái trang phục mà nó ngắn, nó gọn gàng như vậy, em chuẩn bị em xong trận hay sao vậy? Không, này em làm em lấy tưởng ca sĩ Hàn Quốc đó. Anh nói thiệt, một cái chuyện tình vừa qua nó làm em sốc dữ vậy hả? Không phải, này năm nay chuyện gì? Chuyện tình gì vậy Thanh? Ờ, chuyện gì anh? Chuyện tình gì vậy Thanh? Chuyện tình gì? Chuyện tình gì? Thôi, riêng em giấu cho gì em biết. Còn Buka sao vẫn hạnh phúc chứ? Đừng sát muối vào trái tim em. Anh xin lỗi, bởi vì anh không có cập nhật kịp mấy cái thông tin của mấy đứa em giờ đó. Thôi anh, dạ. mình nói anh tiếp về chuyện bài hát đi anh. Anh không thấy Buka mập lên 6kg à? Buka mập lên là bởi vì sao em? Buồn anh, ăn bậy ăn bạ riết mập. Ủa vậy Thành ơi, chắc em buồn dữ lắm hả Thành? Em vui, em là người khác vui mà mập. Rồi. Cái này nè. Cơm lam và ăn với thịt chiên nướng. Ủa hình như Châu ăn rồi mà đúng không? Dạ. Cái này á, thật ra ngày xưa á, nó chỉ là một món cơm người ta bỏ vô ống tre, người ta để đi rừng mấy ngày người ta ăn. Nhưng mà riết dần dà nó thành đặc sản. Tức là bây giờ những cái gì càng dân dã, càng quê mùa thì là càng đặc sản. Càng quê mùa thì là càng đặc sản. Tôi không nghe, tôi không thấy, nhưng tôi biết những gì em quay lưng tìm kiếm. Em không phải là đặc sản. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đếm số phao. Bánh đòi của BB Trần 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bánh đòi của Quang Đại 1, 2, 3, 4, 5. Hai đội chơi thân mến. Ở vừa rồi, nói về khả năng nhảy, hai đội chơi đều nhảy nhạt nhòa. Riêng về phần chạy lấy cái phao, hai đội rất sung mãn. Nhưng BB Trần đã dùng quá lực của mình khiến cho bạn mình phải ngã. Còn Quang Đại đã phá hại tài sản của chương trình, đã làm gãy cây cột của chương trình. Đấy mà. Thôi phải thua rồi, em làm gãy cây cột chính rồi. Vì vậy, ở cái phần vừa rồi hai đội hòa nhau và bây giờ sẽ là câu hỏi phụ. Kính thưa hai đội chơi thân mến, câu hỏi sau đây liên quan tới vùng đất Tây Nguyên, đồi núi. Câu này rất nhiều người biết, đặc biệt là những người đam mê du lịch phượt. Đội nào biết giơ tay giành quyền trả lời vì không có chuông để bấm. Tại thành phố Hồ Chí Minh cái này có rất nhiều, nhưng thành phố Đà Lạt không hề có. Khánh, em. Khánh giơ tay trước. 5, dạ 4, dạ 3, dạ địa chỉ nhà. Nhưng khi tôi nghe bỏ đi thật xa. Rồi em tìm nhà bạn ở Đà Lạt, em tìm sao? Em nghe nói nhà bạn ở Đà Lạt ở đâu có địa chỉ nhà nhiều đâu anh. Khánh, nhà cháu Đà Lạt. Ủa, rồi, mình làm cái hộ khẩu rồi mình ghi sao? Nhà tôi kế bên nhà ông Bảy hả? Nghe nói là ai muốn đặt nhà nhiều đặt à? Em nghe nói. Nghe người ta phải diễn tả cái nhà anh. Cái tao nhà tôi là gì? Không trả lời, sao em bét bằng bẹt. Em biết. Khoan, hết lượt rồi, mời Quang Đại. 5, đếm lại, 4, 3, 2, đèn xanh đèn đỏ. Đó là câu trả lời chính xác. Wow, em đi rồi nhưng mà ít ra cũng có chứ bộ anh. Em là người Đà Lạt. Đây là người Đà Lạt. Mày không biết luôn hả? Nhưng mà nó có mà. Ừ, đội mình đang trả lời chính xác nên thôi ngồi xuống. Không Châu, mình phải vì công lý em. Mình đứng lên vì công lý em. Anh ủng hộ em, đứng lên vì công lý. Không có. Chỉ có ở những ví dụ như là trong ga tàu lửa chắc là phải có lúc có đèn dừng rồi, còn đèn tín hiệu thông là không có. Tức quá để gọi hỏi mẹ. Trời ơi. Nó không muốn thắng. Con Châu không muốn thắng. Không phải, để em hỏi cho. Bất chấp không muốn thắng. Không muốn thắng. Không có đèn đỏ đâu. Sao em có hay cãi với người lớn quá vậy? Chỉ có đèn vàng thôi. Nó Châu không muốn ăn, nó sợ mập. Châu, nó sợ ăn. Anh hiểu em, người mẫu nên như vậy. Không nên ăn. Vậy bây giờ nhường đội thắng lại cho mình đi. Thôi rồi. Em xin lỗi là bất hợp. Nói ra đây nha. Đó là chế Nguyễn Quỳnh Châu. Hello mọi người. Lên đây luôn. Đều. Tích. Hello mọi người. Đó, lại đẹp, lại cao nữa. Dạ rồi. Không, kế bên Châu thì anh cảm thấy tự tin hơn chút xíu. Nghĩa là anh cũng ngang. Ổn ổn hơn đúng không? Tại vì hôm nay em đi về hấp á. Đó, thì nhục kia.
mình ngồi đây nè, đây là không gian gia đình. Vậy hả? Sao em muốn địa cái bà chủ này, sao em qua xuống đây? Đâu có, tại em thấy Ryan mà chị Yến ngồi kế bên rồi hả? Thì đôi dạ. gì qua bên kia dạ thôi, đâu có gì đâu, đâu. Đâu. Mọi người cứ ngồi đó, có gì hồi Ryan có muốn đổi chỗ thì... Ủa dạ, không có gì dạ, gì dạ, cháu, gì dạ, cháu. Là em mê... Ủa sao nổi điên lên kìa? Yến hay là... Sao nhiêu điên lên? Cháu gì vậy cháu? Sao nhiêu điên lên, gì tung lên? Sao em tung lên đi? Chị Sam. Là của chị. Ủa nãy chị ra chị là xí rồi đó. Vậy thì không, chị em mình không bao giờ tương tàn. Chị hãy giới thiệu người tiếp theo đi. Ok. Chị bên đó, em bên này. Bây giờ tôi giới thiệu một người. Tại vì Sam nói gu của Sam mà lơ lớ đúng không? Từ bây giờ tôi sẽ nói lơ lớ với mọi người nha. Anh đừng có giả bộ. Ok, xin lỗi ạ. Bây giờ chúng ta xin giới thiệu bạn Huy Trần. Nghe kìa. Sợ doanh nhân nha mọi người. Tại này không, tôi này chưa có hiểu biết nhiều nên em phải nói rõ cho không 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 gì mà cơm 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 kéo cơm gì cơm cơm mà tôi nữa hả? Ủa chị Sam hả? Chị em đâu có khuất mặt khuất mày mà chị làm cái gì vậy? Không, chị, cái này là khuất mặt khuất mày luôn đi cháu. Cái này là cái làm quen thôi, tại vì là bạn mới, đây là lần đầu tiên chị cái tay cái gì cháu mà xin lỗi nha. À, không. Ủa chỗ này á hả? Không Châu đúng ơi. Rồi. Ủa, đúng rồi. Ừ. Sao có quyền, sao là MC, sao có quyền. Khi nào em lên đó ngồi em sẽ có quyền. Bây giờ Huy, mình chọn chỗ nào ngồi nè, bên này hay bên đây? Châu nó xếp đồ trước rồi kìa. Huy Huy sợ, khỏe Huy nó sợ. Bên kia cái ghế nó không có ổn. Huy này nhá. Ok, Huy chọn. Cái ghế đó bị không có chắc đâu Huy, cái ghế này nó chắc lắm. Wow. Cái ghế đó nó không chắc đâu. Ok. Tại vì lạnh lùng nhưng mà ăn vô thì rất là ngọt. Kem gì ạ? Kem bị dạ. Vani hả? Chị không có được ngọt ngào như vani đâu. Thật sự là sô-cô-la đó. Tại vì nó ngọt, nhưng mà nó ngọt mà nó vẫn đắng đắng một chút. Chứ cũng không phải là kiểu mà ngọt như kem dâu là chị không có được như vậy. Nên là ai mà thích kem sô-cô-la thì ít. Vậy mình thử một câu thả thính với chiếc kem sô-cô-la. Hả? Đúng không chị? Tự nhiên nói thả thính kem sô-cô-la hả? À, anh ơi, Dông Tố gần kề ăn kem cũng vậy hay là ăn em? Trời ơi, cái phòng quay phim này gài cái gì vậy? Những người trong đây không được đàng hoàng nữa rồi. Tất cả những cái gì hình ảnh này không phải là mình nha. Ôi, chắc chắn là chị sẽ có bồ nha. Nếu mà chị tỉnh dậy mà chị 1m50 là sẽ dễ có bồ hơn là 1m74. Nhưng bây giờ rất khó có những bạn chị crush nhưng mà cuối cùng ra ngoài lại không được cao to. Đó chứ con trai thì vẫn thích là có một người yêu bé nhỏ đúng không? Nhưng mà tụi chị người mẫu thì không có được cái cảm giác mà không có tạo được cái cảm giác là một người yêu bé nhỏ cho các bạn trai. Thường chị là bằng ngang các bạn trai cỡ chị, còn không thì kiểu các anh người mẫu mà cái 89 thì kiểu cùng nghề á, tự nhiên nó bị giống như kiểu bụt nhà không thiên á, tụi em không có yêu nhau. Người mới nói tao nhớ lại người yêu cũ phải là người mẫu. Thì ý chị là như vậy, thì là kiểu nếu với chị mà thích những người ngành nghề khác á, rất khó có được một bạn trai mà cũng kiểu cao to và mình làm cho người ta có cảm giác nhỏ nhắn xinh xắn muốn che chở, thì chị thấy các bạn mà 1m50 là một cái điều rất là tuyệt vời, vì kiểu rất là dễ thương, nhìn con gái mà nhỏ là nhìn muốn ôm muốn đựng à. Nên là chị mà tỉnh dậy chị thấy chị 1m50 là chị biết không đó chị có bồ nè.